Lisa Blackpink được đính chính thông tin không chính xác sau chuyến công tác cùng với BTS. Tin đồn Lisa, thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám Blackpink, chịu chơi khi thuê hẳn một chuyên cơ riêng để cùng với BTS và Park Bo Gum sang Pháp gây chú ý những ngày qua. Nữ thần tượng được cho là đã bỏ rất nhiều tiền để thuê chiếc chuyên cơ sang xịn mịn này. Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc đã khẳng định thông tin này là sai sự thật. Theo SBS News, chiếc máy bay này thực tế là do nhãn hàng thuê cho ba người nổi tiếng. Trước đó, bộ ba Lisa, V, BTS và nam diễn viên Park Bo Gum thu hút sự chú ý khi cùng góp mặt tại show diễn của thương hiệu thời trang đình đám Celine Man ở Paris, Pháp. Cùng với đó, thông tin Lisa đã thuê mua một chiếc máy bay riêng và mời V của BTS và Park Bo Gum đi cùng chuyến đi càng gây chú ý về độ chịu chơi của nữ thần tượng nhóm Blackpink. Sau đó, Lisa cũng đăng tải những hình ảnh chụp trên máy bay riêng đầy tận hưởng. Trang tin Cloud News cho biết, chuyên cơ riêng chở 3 ngôi sao đến Pháp do Lisa đích thân thuê. Trang tin này còn khẳng định Lisa đã chi trả toàn bo phí thuê máy bay vì BTS và Park Bo Gum được mời đi cùng. Theo Korea Bu, thực tế những thông tin này xuất hiện khi một người kỹ sư máy bay tư nhân là Josh Jung chia sẻ hình ảnh bên trong máy bay và gắn thẻ tên Lisa. Khi người hâm mộ thắc mắc tại sao Josh Jung chỉ tác Lisa dù có 3 nghệ sĩ trên máy bay, người này đã giải thích cho một người hâm mộ rằng anh chỉ làm một chiếc máy bay mà Lisa đã mua. Nhiều người đưa tin theo chia sẻ của Josh Jung gây ra sự nhầm lẫn. Sau đó, vị kỹ sư máy bay này vẫn để hình ảnh chiếc máy bay trên trang cá nhân và không sửa lại những thông tin mình đưa ra. Tuy nhiên, anh đã khóa phần bình luận. Sự kiện của Celine diễn ra ngày 26 tháng 6, được khán giả quan tâm khi có sự góp mặt của Lisa, V và Park Bo Gum. Sau diễn khép lại tuần lễ thời trang nam tại Paris năm 2023, người hâm mộ có mặt tại địa điểm tổ chức sự kiện thời trang để ủng hộ thần tượng, tạo nên không khí đông đúc, chen lấn. Xuất hiện trên hàng ghế đầu của sau diễn, Lisa thể hiện khía cạnh gợi cảm mạnh mẽ khi diện mốt lộ nội y, mẫu áo lấp lánh khoe khéo phần vai, lưng thon gầy của nữ thần tượng. Đại sứ toàn cầu của thương hiệu Pháp nhận lời khen với ngoại hình cá tính khi đánh mất khói để tóc vàng. Lisa diện trang phục nằm trong bộ sưu tập thu đông 2022. Nữ thần tượng tiếp tục tạo dấu ấn khi diện trang phục của Celine. Trước đó, hình ảnh Lisa tham dự sau diễn của nhà mốt Pháp vào năm 2019 từng gây bão mạng xã hội. Lần đầu dự sau diễn thời trang của Celine, vì chọn trang phục nổi bật, nam thần tượng diện đồ da phối hợp cùng áo bó có họa tiết lấp lánh. Các thiết kế đều thuộc bộ sưu tập thu đông 2022 của thương hiệu Pháp. Trang phục khiến thành viên nhóm BTS vướng phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người dành lời khen ngợi ngoại hình cá tính của nam thần tượng, số khác cho rằng anh chọn áo có form dáng quá rộng so với cơ thể. Bên cạnh đó, một số ý kiến nhận thấy mẫu phụ kiện lấp lánh đeo trên cổ không phù hợp với ngoại hình nam ca sĩ. Trang phục của Park Bo Gum có phần đơn giản hơn khi so với Lisa và V, tuy nhiên điều này trở thành điểm mạnh giúp ngoại hình của anh được đánh giá cao. Áo cổ lọ blazer giúp tôn lên vẻ ngoài lịch lãm của nam diễn viên. Ngoài ra, trang phục tông đen giúp mẫu phụ kiện đeo cổ nổi bật. Tại sự kiện, Park Bo Gum được khen ngợi dễ gần và ấm áp vì có hành động quan tâm đến V và Lisa. Theo đó, sau khi đến Paris, Park Bo Gum nhanh chóng tới gần chỗ của fan để giao lưu cùng mọi người. Tại đây, nam diễn viên tinh ý phát hiện một cô gái người Nhật muốn tặng hoa cho V. Tuy nhiên, thành viên nhóm BTS đã không nhìn thấy điều này, vì vậy Park Bo Gum quyết định nhận giúp và nhanh chóng mang tới cho người bạn thân. Bên cạnh V, tài tử họ Park còn tốt bụng giúp đỡ người hâm mộ của Lisa. Khi thấy fan của nữ ca sĩ muốn gửi thư cho thần tượng, anh đã không ngần ngại hỏi thăm. Lúc này, Lisa vừa vào trong xe nên không thể biết về lá thư. Do đó, Park Bo Gum đã đưa thư của bạn fan này gửi đến cho thành viên nhóm Blackpink. Sự ấm áp và tốt bụng của tài tử họ Park nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Fan của V và Lisa đều cảm thấy biết ơn vì hành động đẹp của nam diễn viên.